Qua Phạm Duy Hồng Ngự, ê qua Phạm Duy Tân Châu phải không? Đi Tân Châu. Châu Đốc hướng này nè. Rồi 25 giờ tối rồi tới chỗ đó. Tiếng hồ đó. Dạ, bên đây là rồi đó. Đây Tân Châu, Tân Châu. Đây là Tân Châu Anh Giang, Châu Giang. Gần hơn mình cái tầm cây rồi, cái cây mà đi đúng rồi đó, thấy không đó đúng không? Dạ, đúng. Cái thời gian của đi vậy à, cái thời gian mình chơi còn nhanh hơn. Chứ mà mình rồi nghĩ là mình chơi rồi nếu không? Mà đi đường kia giờ mới rồi được nửa đường đó. Đi giờ tới Mỹ Thuận rồi. Ờ không ờ chỗ này giống bến đò Bình Dương quá. Làm cho đôi má em thấy hoa đăng phải đục và tàu à mon nước vô lại thì à. Đục thả cá đúng rồi, cá xong tự nhiên cái lớp trên nó chép chai rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cấp phép xây dựng là phải mỹ quan, thì em theo cái mỹ quan của đó. Ai mà đèn anh phải lên một tấm. Còn sửa chữa với cấp phép mà không có tiền xây bán gì khác. Ờ, cũng ai bán lại cho người khác. Mỹ quan mà. Nó có lợi thế cho tỉnh của ta, cho thành phố của ta. Lợi xây trước rồi thôi. Ờ, lợi xây trước từ năm mấy thì thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.